Ngày 1 tháng 4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với phần Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm đối đáp lại phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo. Viện Kiểm sát luôn tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan của vụ án. Viện Kiểm sát đánh giá phần lớn bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, song một số luật sư trong phần tranh luận đưa ra luận cứ không bám sát diễn biến của phiên tòa, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo. Một số luật sư sử dụng từ ngữ mang tính nhận định, chưa phản ánh đúng đánh giá của Viện Kiểm sát. Tại tòa, Viện Kiểm sát đã đối đáp lại quan điểm của các luật sư bào chữa theo từng nhóm vấn đề. Về vấn đề xác định hậu quả thiệt hại của vụ án, một số luật sư bào chữa của bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng cần thực hiện trưng cầu định giá tài sản theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Song đại diện Viện Kiểm sát đối đáp rằng việc xác định trên chỉ phù hợp để áp dụng với các tổ chức tín dụng vi phạm hình sự thông thường. Trong vụ án này, bản chất của Trương Mỹ Lan là chiếm đoạt tài sản, đưa tài sản vào không đăng ký giao dịch bảo đảm. Hành vi phạm tội được thực hiện xuyên suốt từ năm 2012. Do đó, Viện Kiểm sát không xác định thiệt hại theo quan điểm của luật sư nêu. Theo đại diện Viện Kiểm sát, thiệt hại của vụ án không chỉ được xác định bằng cách trưng cầu định giá trong tố tụng hình sự, mà còn có thể áp dụng các biện pháp thu thập chứng cứ khác để xác định thiệt hại của vụ án. Cơ quan tố tụng đã không căn cứ vào kết luận định giá của công ty Hoàng Quân để xác định thiệt hại, mà áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ khác để định giá tài sản, không cần thông qua hội đồng định giá. Kết quả điều tra xác định thiệt hại do hành vi bị cáo Trương Mỹ Lan gây ra là hơn 677.000 tỷ đồng, phù hợp với hệ thống hạch toán trên hệ thống phần mềm SCB, lời khai các bị cáo khác, đơn vị kiểm toán độc lập. Bên cạnh đó, tài liệu điều tra chứng cứ trong vụ án và kết quả thẩm vấn của các bị cáo khác đều xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thực sự sở hữu phần lớn cổ phiếu của SCB là 91,5%, có quyền quyết định điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của SCB. Theo lời khai của bị cáo Tạ Chiêu Trùng, cựu tổng giám đốc công ty Việt Vĩnh Phú, bị cáo đã được Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập bản sao kê biến động cổ đông tới tháng 6 năm 2022 do nhiệm vụ theo dõi cổ phần SCB thuộc sở hữu của bị cáo Lan và các cổ phần liên quan đến bị cáo Lan. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Lan cũng khai nhận đã vận động người thân bạn bè mua cổ phần trước khi sáp nhập ba ngân hàng để đạt 65%, sau đó tiếp tục tăng cổ phần lên. Về mặt giấy tờ, mặc dù bị cáo Lan không quản lý tài sản của SCB nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối nên có quyền bầu miễn nhiệm thành viên SCB. Từ những luận điểm này, Viện Kiểm sát nhận định việc cáo trạng kết luận bị cáo Trương Mỹ Lan có quyền hạn chi phối điều hành mọi hoạt động của SCB là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Về cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu cầm đầu thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của SCB, Viện Kiểm sát nhận định bản chất Trương Mỹ Lan coi SCB như một công cụ tài chính để phục vụ mục đích của mình. Bất cứ khi nào cần tiền, Lan thông báo số tiền cần sử dụng để nhân viên rút tiền ra khỏi SCB. Việc Lan đưa tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội. Các tài sản đảm bảo này có thể rút ra hoặc hoán đổi bất cứ khi nào để thay thế bằng tài sản khác không đủ điều kiện pháp lý, dẫn đến các khoản vay không có khả năng thu hồi vốn. Với tài liệu căn cứ có được, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thể tội tham ô tài sản.